Mình sẽ thi điệu kỳ. Thì chắc hôm nay mình sẽ thi nói trước nha các bạn. Hôm nay mình sẽ thi nói trước. Rồi, thì bây giờ nếu mà chia group á, thì các bạn vào thì các bạn không có thấy được cái PowerPoint á. Rồi mình sẽ để cho các bạn thi phần 1 á, mình sẽ thi chung nha. Phần 2, phần 3 sẽ cô sẽ tách nhóm ra. Được không ạ? Phần 2, phần 3 ha, nói về chủ đề và hình ạ. À, và hình á, cô sẽ tách nhóm ra. Dạ. Yeah. Und jetzt fangen wir an. Willkommen zum Kurs mit der Text. Und die Prüfung hat drei Teile. Teil 1, stellen Sie sich bitte vor. Teil 2, Sie geben Informationen. Und Teil 3, bitten formulieren und darauf reagieren. Ja? Und jetzt kommen wir zu Teil 1. Teil 1. Und dann. Trọng, Phong biết trả ha. Okay. Hello, my name is Trọng. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin Student. Ich komme aus Vietnam und wohne in Ho Chi Minh Stadt. Ich bin single und lebe allein. Ich spreche Vietnamesisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Musik hören und Schwimmen. Gut, ja. Yeah. Okay. Und wie ist Ihr Vorname? Mein Vorname ist John. Ja. Buchstabieren Sie Ihren, bitte Ihren Vornamen. T-R-O-N-G. Okay. Und wie viele Tage hat ein Jahr? Bitte, wie bitte? Wie viele Tage hat ein Jahr? 356 Tage. Bist du sicher? 356. 65. Okay. À, danke Trọng, danke Trọng. Und thơ. Cô, mein Name ist Hoàng Minh Thơ. Ich bin Iowa's Vansika and ich komme aus Vietnam. Und ich wohne in Bình Dương. Ich schreibe Vietnamesisch. Ich in Apparatus. Meine Hobbys sind schlafen und kochen. Ja. Okay. Und wie ist Ihr Nachname? Wie ist Ihr Nachname? Mein Name ist Heim. Buchstabieren Sie bitte Ihren Nachnamen. Ja, H-O-A-N-G. Okay. Na, haben Sie ein Handy? Ja. Ich habe Handys. Wie ist Ihre Handynummer? Ja, mein Handynummer ist 0898 6 8 3 1 5. Ist das alles? Ja. Okay. Okay. Rồi.
Danke, thơ ha, Quân Huy. Ok. Buchstabieren Sie bitte das Wort Arbeitslos. Arbeitslos. Okay. Und wie viele Personen, ne, sind in Ihrem Deutschkurs? Wie viele Personen sind in Ihrem Deutschkurs? Ich wiederhole die Frage. Wie viele Personen sind in Ihrem Deutschkurs? Verstehst du meine Frage? Hui? Chưa hiểu câu hỏi. Wie viele Personen sind in Ihrem Deutschkurs? Ok, Huy. Ok. Dạ, ok. Dung ạ. Dung. Ich bin Dung und komme aus Việt Nam. Ich wohne in Hồ Chí Minh Stadt. Ich bin Studentin. Ich bin Axel Yara An, single. Expressor, Vietnamese, English, Deutsch. My hobby is music horn. Okay, gut. À, und wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Dung, wo wohnen Sie? Ich wohne in Hồ Chí Minh Stadt. Buchstabieren Sie bitte Hồ Chí Minh Stadt. Hochiminh. Stadt. Stadt. Nein, Mann, Stadt. Jung. Stadt. Haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Ah, okay, danke, Jung. Khánh ạ. Name ist Khánh und komme aus Việt Nam. Ich lebe in Hồ Chí Minh Stadt und ich bin 19 Jahre alt. Ich bin Student und Single. Meine Hobbys sind Musik hören und spazieren gehen.
Ich spreche Vietnamesisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Ist das alles? Dann ist das alles? Ja. Und buchstabieren Sie bitte das Wort Deutsch. D, E, U, B, S, C, H. Und wie viele Tage hat dieser Monat? 31 Tage in dem Monat. Nói thêm nữa trừ điểm. Rồi, ok. Und jetzt sprechen wir über Themen. Sie bitten um Informationen und geben Informationen. Und jetzt ich teile sie in Gruppen. Rồi, bây giờ cô sẽ chia nhóm nha các bạn. Cô sẽ chia ra hai nhóm. Nhóm đầu tiên ha, nhóm đầu tiên là Thơ ha, Trọng với lại Dung. Thơ, Trọng với lại Dung ha. Nhóm thứ hai là Khánh với lại Huy. Được chưa? Được chưa? Dung ơi. Dạ không. Không thấy chữ bữa ăn sáng em. Free stick ha, free stick. Free stick. What is the free stick? It is a mostly some free stick. Okay. Yeah. Und jetzt kommt Thema 2, ha? Thema 2. Trọng phát thơ ha. Was machen Sie gern am Feierabend? Ich schlafen. Nói hai mà anh thơ. Ich schlafen. Am Feierabend. Ok. Còn định nói gì nữa hả? Thấy rõ cái chủ tên chủ đề không? Thì thấy cô. Là thấy cô hả? Thấy chữ nha. Thấy cô là không đúng ạ. Was sind deine Hobbys? Nói ai mà anh thơ? Chủ đề là Freisai ạ. Freisai. Chủ đề là Freisai ha. Was machen was machen Sie in der Freizeit? Dung ạ.
In der Freizeit höre ich Musik. Nein. Thơ ạ. À. À, là Dung ạ. À. Dung, Dung với Trọng nha. Anh sẽ được không? Dung ạ. À. À, Freud ạ. Freud. Chủ đề vẫn là in the Freizeit ha. Đúng rồi, đúng rồi. Vẫn là chủ đề Freizeit ha. Trips to Anna Freud in Dina Freizeit. Yeah, each in my Freizeit trip at each point there. Mm-hmm. Okay. Right. Und jetzt fangen wir mit dem Teil 3. Mit dem Teil 3. À, Trọng hoa ôn thơ ha, Trọng ôn thơ. Können Sie mir bitte einen Kühlschrank kaufen? Hier Trọng, ha, hier ha, nhìn ha. Chưa. Thấy rõ chưa? À, können Sie mir den Kühlschrank aufmachen. Chồng hỏi là có đóng tủ này được không cô? Là thì sao? Trả lời sao? I never remember. Okay. Rồi, Dung und Trọng ha. Dung und Trọng. À, xe hơi ha, Dung. Xe hơi. Dung ơi. Können Sie mir bitte ein Auto kaufen? Nein, tut mir leid, ich habe kein Geld. Kein Geld, hả? Ja. Okay. Okay, ha. Die Prüfung ist zu Ende, ha. Die mündliche Prüfung ist zu Ende. Hai đợi con tí. No. Wir haben noch. Nhìn lên cái 2 với 1, 3 sao viết giống nhau vậy ta? Đây. Đã cô tí. Dạ. Rồi, Trọng với lại thơ ha, Trọng với lại thơ. Können Sie mir bitte ein Glas Wasser geben? Ja. Ja. Karl. Eine Moment. Danke. Nein, okay. Rồi thơ với lại Dung ha, thơ với lại Dung. Queen and see me bitte cái này là gì vậy? À, Queen and see me bitte Die Lampe aufmachen. 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 Rồi, Dung ạ. Dạ, Cloud.
Dung là bưu điện hả Dung? Bưu điện. Dung ơi. Sao Dung nó mất tiêu rồi ta? Dạ, chuột con nó không hoạt động. Dạ. Con là gì? Maybe the... gain Nó ai man dung, nó ai man. Conan Jimmy Peter su post gain. Rồi, cái câu đó false, cái câu đó mình nói sai hết rồi. Mình phải nói là khuyên anh Jimmy Peter xa gần ha, vô das post am ist hay là vô đi post ist, được không ạ? Đúng ạ, rất là chậm ạ. Me like it's been next from here. Rồi Philen đang đi quy phong ha, it's su ender còn jet comma x su khánh hồn huy ha. Nhà cô qua cô chăm sóc khánh với là huy ha. Chuis à, khánh hồn huy ha. Dạ. We off. Wait. We off left do am Wochenende. Normalerweise schlaft man, schläft man nicht am Wochenende oder je, in der Woche. Schlafen ist ein, das ist normal. Wir schlafen immer, jeden Tag. Wie kannst du fragen, wie oft schläfst du am Wochenende? Wie lange schläfst du am Wochenende? Rồi, ok. Rồi, Huy Phát Khánh ha. Huy Phát Khánh. À, Huy ha. Huy Phát Khánh. Dạ. Max do book. And should you go make it? Max do book. Na, das Thema là Wochenende, ha? À, und das Schlüsselwort là Fischer. Mark, du gibst du gehen the Booker am Wochenende. Ja. Ich gehen. Yay.
Ich lese Bücher, ich lese gerne Bücher am Wochenende. Booker là gì ạ? Hoặc là nhiều cuốn sách. Trời ơi, đọc Booker Bücher. kìa. Chữ điểm tiếp. Đọc sai Wow. sao người ta biết cái chữ đó là chữ gì? Hả? Yeah. Bücher ha? Yeah, Bücher. Entschuldigung, cô. Tại sao đi hùng hoài luôn á. Rồi, ok ha. Tại em bị record, cái cuộc gọi bị record, em hơi căng thẳng. Rồi. À, cái này là vật hình em đã Khánh à. Cái bút tắc là sinh nhật. Lips diner familiar gain cái bút tắc. Này. Này. Là gia đình bạn có thích sinh nhật không? Không. Này. Van Anna Van is deine Mutter Geburtstag? Meine Mutter September the stack. Nó ai man Huy, nó ai man. Mutter in September Geburtstag. Lại. Thấy không ạ? Em Trần khi ra mạng vì anh Miss Du Gì vậy Huy? Nó ai mà anh Huy? vì anh Ai rồi muốn thở? is Nó là em Trần mà em. Nó là em Trần mà. Chứ đâu phải muốn thở không đâu. Đúng mà. Em Trần. Đúng rồi, cái nào? Dạ. Is Diamond Is do miss Diana Anton Minor Anton là gì hả? East À, ok Minor Anton East Patton ha, ok. Vậy trả lời đi. Patton Bretton là gì? Không mà mọi người hỏi gì cô không hiểu luôn á. thì bạn hỏi là ba mẹ ăn gì? Đâu có East đâu. tại vì Bà hỏi là vast bis du enten vậy mà. Hồi đó mình trả lời như vậy. em chưa có lỗi nha tại bạn chưa hoàn thành câu Không trừ điểm luôn. ấy Chữ tại bạn enten này là cha mẹ. Do đó mình hỏi ví dụ đơn giản. Mình nói là vô vô giống như vô vô familia. Vô vô ha enten. ô em nghe bạn nó hỏi là ba mẹ ăn gì mà cô Không có đâu. Rồi, ủa vô vô vậy thì đây là Anton. Còn không em làm chưa nếu mà hiểu. muốn nói vậy thì vast action ha, đây là Anton game. Hiểu không? À, chứ đâu có dùng is được em, tại Anton là số nhiều, sao is được?
Đó, đúng không? Rồi, vô vôn anh đây nè, Anton. Mine Anton vôn in Ho Chi Minh State. Rồi, trừ điểm về cái tội chia động từ sai nha. Vôn nờ, trời ơi. Rồi, chuẩn bị cãi nè. Đã cãi không? Vôn nần. Đọc nó vôn nờ. Rồi. Còn bốn người, bốn phiếu thôi con. Đúng rồi, nha, yes, không thay rai nè, không thay rai ha. Rồi. À, Khánh á, Khánh Phát Huy, Khánh Phát Huy. Chờ cái gì? That is that. Nhìn là biết mà. À, supermarket. Rồi. Khánh thấy suy nghĩ lâu chứ. Ủa, không em, em hỏi rồi mà. Hỏi nào? Cô đâu nghe đâu. Em hỏi là ủa, Khánh hỏi rồi hả Huy? Không, không có what is that được. Khai là mình hỏi bất kỳ câu hỏi gì về cái này đúng không cô? Trời phát đi. Đúng rồi, tự nhiên hỏi what is that hỏi rồi mà. Em tưởng em tưởng Khánh nhìn không kỹ cái hình cái hỏi vậy. À. Thì tại vì nó top lên trong đầu em. À, nó top lên trong đầu em. Happen. Oh wait. Miss Dugin. Miss Dugin. Đêm supermarket. Rồi, xong rồi ha. Này là chứng tỏ nhà học bài nè. Mới học luôn. Không phải để em hỏi cho. Không, không được. Có ai người đó hỏi. Rồi, cho anh Khánh ơi. Em dịp tạm em vô. Biết đu ghen. Ủa là sao em không hiểu cái bài này? Chết chả. Cái này là supermarket mà cô nói là nếu mà nói về nơi chốn thì mình cứ hỏi câu gì? When and see me bitter sagan vô đề supermarket is. Hôm qua học rồi mà. Nhưng hôm qua là cô cho lại gì? Bahnhof này đúng không? Taxi stand với lại không biết, cô nhớ hôm qua là có mấy cái đó đó. Hả? Rồi. Rồi, Huy ạ. Quên anh xin mình biết thời gian gần ha, vô đề supermarket is. À, quý vị đó. Quên anh xin mình biết thời gian gần, vô đề supermarket is. Cái gì? Cái câu. Thế là gì cái câu rồi. À. Hỏi được mà không trả lời được hả? Đá. Vậy từ từ thôi ok ha. À, thì cái này đối với lại trường hợp này mình nhớ giùm cô ví dụ à, nếu mà đồng ý là Jagen dot an der Ecke mà không là gì à, tut mir leid ich bin nicht von hier, nhớ không Khánh? Nhớ chưa? Nhớ câu trả lời không nhớ câu hỏi. À trời ơi. Còn Khánh nào biết đặt câu hỏi không không nhớ câu trả lời là mình đặt. Này là khá à, anh này là Huy Phát Khánh à, Huy Phát Khánh. À áp vào à. Hồi nãy giờ này là mấy câu hỏi mà dùng Kernan đó hả cô? Dạ. Cô cho sức quấn nó từ đầu. Ủa quá, thay trai mà. Hồi nãy cô nói thay trai rồi. Dạ. Yeah. Nãy vô là đã nói là đây giờ mình đến phần số 3. Dạ, yeah, em xin cũng.
Come and see via bitter affair coffin. And to be like, it have a can again. Kainan. No, I do them long. Oh, em sửa lại rồi. Ủa, cái hai gen chứ sao hai nền? Ủa, nó là last gen. Ok, em sai nữa. Rồi, à, Huy ơi, Huy lúc nào cũng bị cái này nè. Cái này nếu mà mình bị là mình không có điểm được ạ. À. Mình bị là mình không có điểm. Lý do tại sao? Khuyên nền mà mình cứ đọc là common á, thì đâu có nghĩa, câu đó nó đâu có nghĩa đâu à. Với lại cái chữ upfell á, mình hay đọc là upfell. Nhưng mà ai nên up fan có nghĩa mình phải chia gì up chứ kèm cho cô nữa, hiểu không ạ? À? À, cho nó để ý giùm cô ha. Tự nhiên mình bị mất một cái điểm không đáng á. Rồi. Xong rồi cái bài nói hôm nay lại đi. Rồi, Khánh Uồn Huy ha. Khánh Uồn Huy. Chết chết. Conan, see me better. I know. That's your coffin. Yeah, naturally. Mm. I'm more good keep my thứ simple. Rồi Huy, Huy phát Khánh ạ. Đây là beer. Giờ nào? Cold and Z beer bitter. Conan Z beer bitter class beer coffin. Yeah, again. Nhanh ha. Không không dám trả lời dài dòng nữa. Mất quá nhiều điểm. Đi quy phong ha, đi militia quy phong is to end the ha, phi lần đăng. Un vạch a man ha. Ich rufe for the andere ha.